chiều ngày 12 tháng 11, huyện ủy Vĩnh từng tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt, giao nhiệm vụ cấp bách trong phòng chống dịch Covid-19 đến các ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện. Các đồng chí Nguyễn Xuân Quang, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, Đàm Hữu Khanh, phó bí thư thường trực huyện ủy, Lê Nguyễn Thành Trung, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ huyện, thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện, lãnh đạo đảng ủy, ủy ban nhân dân các xã thị trấn trên địa bàn huyện thảo luận tại hội nghị các đại biểu tập trung vào một số nội dung như đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của tổ covid cộng đồng tổ liên gia tự quản đẩy mạnh tuyên truyền trong phòng chống dịch chú ý cần tuyên truyền cụ thể chi tiết cập nhật thông tin về tình hình dịch sớm nhất kiểm tra kiểm soát tốt việc tổ chức tiệc tùng hiếu hỉ quản lý việc đến đi của người dân tủ thuốc an toàn tại các cơ quan đơn vị kết luận hội nghị đồng chí nguyễn xuân quang tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy chủ tịch hội đồng nhân dân huyện yêu cầu cần chấn chỉnh ngay công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khắc phục ngay biểu hiện lơ là chủ quan trong phòng chống dịch, giao Ủy ban nhân dân huyện, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của địa phương trong thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trong công tác phòng chống dịch, duy trì trung tâm chỉ huy phòng chống dịch duy trì giao ban với tỉnh và xã theo quy định, tăng cường chỉ đạo và kiểm tra công tác phòng chống dịch ở tất cả cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, đảm bảo an ninh trật tự ở huyện nhất là cơ sở lưu trú, kinh doanh những nơi tập trung đông người đẩy mạnh công tác kiểm tra việc chấp hành quy định về phòng chống dịch tại địa phương gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị các xã thị trấn nếu để phát sinh dịch giả soát nắm bắt các công dân đến đi về từ các địa bàn có dịch